Hôm nay thì mình sẽ học về hệ đối tượng 2D trong 3D Max. Để lấy được cái hệ đối tượng 2D này ấy, mình sẽ vào phần grid này, đúng không? Sau đó thì xuống phần dưới này này. Nó nằm trong phần grid thì mình xuống dưới này, sau đó mình vào trong cái phần thứ hai. Nó gọi là shape. Shape là 2D. Còn hôm trước mình đã tìm hiểu qua về phần geometry, đúng không? Là cái hình học 3D, những đối tượng dạng hình học 3D. Còn đây là những đối tượng dạng 2D. Hoặc mọi người có thể lấy từ cái menu grid này. Được chưa? Trong menu grid này thì có phần shape này. Nó sẽ liệt kê cho mình toàn bộ những đối tượng 2D ở đây. Thì cũng giống như trong CAD thôi. Nó sẽ có line này, có rectangle này, circle đúng không? Ellipse, ARC đường cong đúng không? Donut này là một cái hình vành khuyên. Rồi là hình lục giác, đa giác đấy, rồi là hình một ngôi sao, rồi viết chữ các thứ. Thì trong này cũng thế này. Được chưa? Ví dụ mình chọn đường line mình vẽ. Chính vì đường 2D cho nên là bình thường ấy thì nó chỉ cho phép mình vẽ trên mặt phẳng thôi. Ví dụ ở trên phối cảnh mình sẽ vẽ được trên mặt bằng. Còn đây mọi người có thể về mặt đứng này. Thì mình cũng sẽ vẽ được trên mặt phẳng này. Được chưa? Cơ bản thì nó chỉ vẽ được trên mặt phẳng nhá. Còn muốn vẽ được trên dạng 3D có nghĩa là nó không phải đồng phẳng mà nó thay đổi thì mình sẽ tìm hiểu sau. Thì giới thiệu qua một số đường, ví dụ như là đường line này. Nói rồi đúng không? Còn đường rectangle này nó sẽ có kích thước chiều dài, chiều rộng, đúng không? Đấy, hình tròn này. ARC là một cái hình cung hoặc là một đường cong. Ngon là một đa giác. Text là để viết chữ. Chọn text, sau đó thì ở đây mình sẽ viết chữ luôn. Ví dụ như là học 3D Max, đúng không? 3D Max này. Sau đó kích chuột ra màn hình, tự nhiên cái chữ này nó sẽ xuất hiện ra ngoài này, đúng không? Thì đấy là cách viết chữ. Đấy, sơ qua một vài đối tượng 2D như vậy. Còn những dạng đối tượng khác mình sẽ tự tìm hiểu. Trong phần đối tượng 2D này, cái phần quan trọng nhất mà mình muốn giới thiệu với mọi người đó là nó gọi là một nhóm lệnh, hoặc nó gọi là một cái dạng công cụ hiệu chỉnh đường 2D. Dạng công cụ hiệu chỉnh đường 2D mình sẽ đưa nó về như sau. Tức là đầu tiên nha, đối tượng 2D mình dựng ra thì nó theo kích thước mặc định ấy. Tức là theo cái dạng mặc định, dạng cơ bản nó sẽ có kích thước, đúng không? Khi mình muốn hiệu chỉnh nó ở mức độ cao hơn, mình sẽ chọn đối tượng 2D đấy này, chuột phải và chọn Convert to. Được chưa? Ở đây mình chọn Convert to Editable SPline. Convert to Editable SPline. Ở đây mình sẽ cho cái chữ nó to lên một chút cho dễ nhìn. Đây. Đúng không? Chọn SPline này. Thì lúc đấy mọi người nhìn vào đây. Ban đầu nhá, nó là một hình chữ nhật. Khi mà đã được chuyển về SPline là nó sẽ mất đi hoàn toàn những thông số để hiệu chỉnh kích thước. Đây này, chiều dài chiều rộng đúng không? Nhưng khi được convert về SPline là mất hết đi. Thay vào đó là 3D cung cấp cho mình một hệ những cái cấp độ ở đây để hiệu chỉnh. Mọi người có thể tìm hiểu nó gồm có 3 cấp độ. Gồm có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là Vertex, tương ứng với cả phím tắt số 1 trên bàn phím. Được chưa? Thứ hai này là Segment,
là có độ cạnh à, xin lỗi nhá, cái điểm ở cái vertex này là cấp độ điểm này, cấp độ 1 đấy. Còn cái số 2 cũng lại quên không nói, cấp độ 1 là gì, cấp độ 2 là cạnh tương ứng phím số 2 trên bàn phím. Còn cái số 3 này là SPline, là cấp độ tuyến, tuyến bao gồm nhiều điểm và nhiều cạnh. Có thể bao gồm nhiều điểm hoặc nhiều cạnh. Được chưa? Đúng rồi, lệnh tắt của nó sẽ là phím số 3 trên bàn phím dài. Cái bàn phím này, bàn phím ở bên phía tay phải ấy, cái 5 lóc ấy là vô dụng. Chỉ có bàn phím dài ở trên bàn phím chữ thì mới điều khiển được nó thôi. Bàn phím số trên bàn phím dài chữ. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu kỹ sâu trong đó xem là nó có những cái chức năng gì nhá. Làm lại một lần nữa này, convert về SPLine cho mọi người thấy này. Đi sâu vào trong cấp độ 1 vertex, mình sẽ có những cái tính năng như sau. Những cái tính năng này mọi người sẽ thấy ở bên này nó liệt kê rất nhiều này. Để quan sát được tất cả hoặc là quan sát được nhiều hơn như này, mọi người có thể kéo cái thanh này ra, kéo cái bảng panel này ra, bởi vì mặc định nó chỉ nằm ở trong góc này thôi. Nếu mà màn hình làm việc của mình rộng ấy, màn hình mà tầm khoảng 20 inch trở lên, các bạn có thể kéo rộng ra như này để nhìn được nhiều công cụ hơn, có thể dễ dàng làm việc hơn, đúng không? Được chưa? Còn màn hình mà quá nhỏ thì mình mới thu hẹp nó vào. Trong cấp độ 1, mình quan tâm đến những lệnh như sau. Mọi người chọn một phần geometry, chọn cái thẻ geometry. Giờ trong cái thẻ geometry này có những lệnh cần quan tâm. Thứ nhất là lệnh grid line này. Grid line cho phép tạo thêm những cái đoạn đường thẳng mới. Được chưa? Cho phép mình vẽ thêm những đối tượng mới, những cái đoạn mới. Nhưng mà nó vẫn thuộc thành phần của cái đường line này. Thì là grid line. Còn ở phía trên phần new vertex type này, nó sẽ cho phép mình với 4 lựa chọn này thì dùng để điều chỉnh cái việc là mình tạo ra đường line mới theo dạng nào. Ví dụ dạng line layer này thì những cái đường line này nó sẽ theo kiểu dạng gấp khúc nhé, được chưa? Còn dạng bezier chẳng hạn hoặc dạng smooth thì cho phép mình vẽ những đường line này và nó sẽ tự động nó uốn cong được như này luôn, dạng như kiểu SPLine trong AutoCAD, đúng không? Còn lát nữa mình sẽ tìm hiểu cách để uốn theo ý muốn của mình. Công cụ tiếp theo là công cụ break. Break này, đây là công cụ dùng để phá vỡ liên kết một điểm. Phá vỡ liên kết điểm. Vì cái bài này nó cũng hơi dài cho nên mình sẽ nói nhanh nhá. Thì nói đến đâu mọi người có thể ghi lại đến đấy. Break, phá vỡ liên kết điểm nhá. Như ở đây có một điểm mình đang chọn, đúng không? Điểm này là cái liên kết bởi hai cạnh liền với nó, kề bên nó, cạnh này và cạnh này, đúng không? Tức là cầm một điểm này và mình dịch chuyển ra này, thấy chưa? Thì hai cái cạnh đấy nó sẽ có sự thay đổi, có nghĩa là nó là sự có liên kết với nhau, đúng không? Thế thì bây giờ mình chọn, sau đó mình chọn break để phá ra thì hai cạnh này lập tức nó bị tách rời nhau. Lúc đấy mình kích chuột vào một điểm chứ mình không quét. Nếu mình kích chuột mình sẽ chọn được cả hai điểm, nhưng mình kích chuột thôi, nó sẽ chọn được một điểm và mình kéo ra này. Giữa hai điểm này bị mất liên kết, lúc này có thể tách rời nhau ra, đúng không? Đấy là lệnh phá vỡ liên kết nhé. Xuống dưới này có lệnh attack. Lệnh attack đóng vai trò như kiểu là cái này các bạn có thể hiểu là mình muốn gộp thêm các đối tượng mới vào ấy, cái này gọi là cộng gộp thêm đối tượng từ bên ngoài, cộng gộp thêm đối tượng từ bên ngoài, thấy chưa?
để trở thành một thành phần ở trong cái đối tượng gốc của mình. Ví dụ như đây, mọi người đang thấy là mình đang có rất nhiều các cái hình chữ nhật xung quanh. Và đây là một hình gốc này. Cái chế độ cộng gộp này nó không giống như mình group. Khi bạn group vào nó chỉ tạo nhóm, tạo thành một cái nhóm để mình dễ dàng quản lý. Và nó không hề có một cái chức năng gì trong đó cả. Được chưa? Nó rất là hạn chế những chức năng bên trong đó. Còn công cụ attack này, chọn lệnh attack, sau đó thì kích chuột vào những đối tượng kia. Mình sẽ thấy nó sẽ được gộp vào đây. Được chưa? Đây, những cái thằng bên ngoài này được gộp vào thì nó sẽ trở thành một thành phần của cái đối tượng này. Được chưa? Và nó có đầy đủ tính chất, đầy đủ chức năng, tính chất giống như trong cái đối tượng này luôn. Thì đấy là attack. Ở dưới này có lệnh attack multi này, là cho phép attack một lúc nhiều đối tượng. Hoặc mình hiểu là attack theo danh sách. Attack theo danh sách. Ví dụ nhé, ở đây có rất nhiều này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Mình muốn attack một phát cho nó xong. Chọn attack multi này, sau đó thì chọn tất cả những đối tượng còn lại rồi chọn attack. Nó sẽ liền vào đây hết. Được không? Đấy, nó sẽ trở thành một. Thì đấy là lệnh attack. Cái lệnh cross section này mình sẽ quay lại nói các bạn sau. Xuống dưới có lệnh refile. Refile. Lệnh này với chức năng là thêm các điểm trên các cạnh. Đấy, mình có thể hiểu là chèn thêm hoặc là tăng thêm các điểm trên các cạnh này. Và khi mà mình kiểu như mình chia nhỏ các cái cạnh này ra, nhưng mình chia hoàn toàn bằng chia bằng tay hết nhá. Khi các bạn chia ở đây ấy, thì những cái điểm này nó sẽ chia đôi cái đường thẳng và các bạn chọn ra ấy. Đồng thời cái điểm đấy nó sẽ trở thành một điểm mới. Nó đầy đủ tính chất giống như những cái điểm đã có. Được chưa? Đấy gọi là thêm điểm. Xuống dưới này, mình có một lệnh nữa là lệnh well. Lệnh well dùng để hàn điểm. Hàn điểm. Được chưa? Cái này có thể hiểu là hàn điểm này và hàn điểm thiếu liên kết ấy. Hàn điểm thiếu liên kết. Hàn điểm thiếu liên kết cho nó đầy đủ. Thế thì như thế nào là điểm thiếu liên kết và điểm có đầy đủ liên kết? Nhìn vào cái hình như này nhá. Ban nãy mình có nói là một cái điểm này nó sẽ được quy định bởi việc, nếu mà đầy đủ liên kết ý, nó được quy định bởi việc là nối hai đường thẳng này với nhau, đúng không? Thấy chưa? Như thế này là có đầy đủ liên kết này. Còn như hai điểm ở đây là hai điểm này đang bị thiếu liên kết, có nghĩa là nó chỉ có một điểm và một đường thẳng. Đường thẳng tiếp nối với nó là không có, đúng không? Thì bây giờ mình weld hai điểm này với nhau trở thành một điểm có liên kết, thì mình dùng lệnh weld này, thấy chưa? Để weld hai điểm này với nhau, các bạn có thể chọn hai điểm cần weld, rồi chọn lệnh weld này. Bên cạnh này có bán kính. Cái thông số well thưa sót của nó là có thể hiểu là cái khoảng cách hai điểm này. Thấy chưa? Khi mà mình kéo thông số này lên, cái thông số này nó phủ được khoảng cách giữa hai điểm này thì tự nhiên nó sẽ well lại với nhau. Còn nếu mình không phủ được thì nó sẽ không well được. Và khi well đến nó sẽ chập vào trung điểm giữa hai điểm. Mà mình muốn well điểm này vào đây chẳng hạn thì mình sẽ dùng cái cách là mình di chuyển bắt điểm, điểm này đến điểm kia, sau đó đi quét cả hai này, well, được chưa? Thì đấy là cách. Xuống dưới này có lệnh connect. Connect kết nối hai điểm thiếu liên kết. Kết nối hai điểm thiếu liên kết. Ở đây mình tạo thêm một cái ví dụ nữa cho cái việc là hai điểm này thiếu liên kết này, cần nối vào nhau, đúng không? Thế bây giờ mình không nối theo kiểu well chập điểm này và điểm kia thành một điểm nữa, mình sẽ
từ hai điểm cách xa nhau này mình sẽ tạo thêm một đường thẳng nữa, thì nó gọi là connect. Connect nó phải kết nối từ điểm này đến điểm kia bằng một cái gì đó đúng không? Mình chọn lại connect này, sau đó thì giữ chuột từ điểm này kéo đến điểm kia, được chưa? Là sẽ nối được với nhau như này. Ví dụ điểm này và điểm này có nối được nhau không? Không nối được, bởi vì nó đã có đầy đủ liên kết. Thử nhá, không kéo được. Và khi mà kéo đậu chuột vào thì không có một cái, nó sẽ không có cái sự hỗ trợ. Ví dụ điểm hở liên kết này, mình chọn connect thì chỉ cần dê chuột vào đây nó sẽ có dấu cộng, mình kéo ra nó sẽ có một cái đường kiến bò đứt đứt chạy theo, và kéo đến điểm kia nó sẽ xuất hiện một cái biểu tượng mới là well hai điểm thành một qua một cạnh ấy, đúng không? Lập tức nối được với nhau như này. Tiếp theo là mình có lệnh là lệnh insert. Lệnh insert cho phép chèn điểm tự do. Chèn điểm tự do. Nghĩa là sao? Thì nhìn vào cái hình này mọi người sẽ thấy là bây giờ mình sẽ thêm các điểm ở đây. Đấy nha. Nhưng mà mình có thể thay đổi vị trí các điểm này ngay lập tức. Cái lệnh refine bên ban nãy mình tìm hiểu nhá, là cũng thêm điểm đúng không? Nhưng mà thêm tại chỗ thôi, mình không kéo ra ngoài được. Nó cho phép thêm tại chỗ thôi, đúng không? Còn cái lệnh này, insert này, cho phép thêm và mình có thể cầm chuột mình kéo ra ngoài được luôn, được chưa? Tiếp có lệnh full. Full là chập các điểm. Được chưa? Chập các điểm chọn ấy. Ví dụ ở đây mình có 3 điểm này, mình muốn tụ lại một chỗ trung điểm. Chọn full nó sẽ chập lại thành một chỗ. Được chưa? Nhưng mà chập lại không nghĩa là liền nhau, bởi vì một điểm nó chỉ có liên kết giữa hai cạnh thôi. Như vừa rồi như này này, là trông thì nó có vẻ tụ thành nhiều điểm, nhưng mà thực chất nó sẽ là 3 điểm khác nhau. Cho nên là mình dịch chuyển ra nó vẫn ra được. Được chưa? Thì cái lệnh full này thì có thể ứng dụng trong trường hợp là hai điểm như này quá xa nhau chẳng hạn, mình muốn full lại sau đó mình mới well. Đấy, được chưa? Như vậy cũng là một cách. Mình có lệnh make first. Lệnh này là biến điểm chọn thành điểm đầu tiên của đoạn thẳng. Hoặc là tạo thành cái điểm đầu tiên từ cái điểm đang chọn ấy. Điểm đầu tiên hoặc điểm đầu, điểm cuối của đoạn thẳng. Cái này thì mình có thể hiểu như sau này. Giả sử ở đây mình vẽ một đường line này trong phần 2D này, thì ở đây mình dùng thao tác vẽ từ trái qua phải này, được chưa? Như thế này là từ trái qua phải đúng không? Thì đương nhiên là nó sẽ quy định rằng cái điểm bắt đầu vẽ từ bên này sẽ là điểm 1, 2, 3, 4, đến đây là điểm cuối đúng không? Điểm đầu, điểm cuối này, điểm cuối, điểm đầu đúng không? Thấy chưa? Thế thì để kiểm tra được ấy, thì chọn cấp độ 1 này. Trong này nó sẽ có phần display ngay trong phần selection này. Kích vào đây nó sẽ hiện show vertex number này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đúng không? Thế thì bây giờ trong một, sau này mình sẽ có những cái lệnh mà cần thiết dùng đến nó. Biến điểm 9 này thành điểm 1 thì mình sẽ dùng công cụ make first. Chọn điểm 9 này, chọn make first này, nó sẽ đảo chiều cho đoạn thẳng thế này, được chưa? Thì cái công cụ này cũng dùng khá nhiều trong những cái phần dựng hình về sau. Thì sau này đi vào những cái bài cụ thể thì mình sẽ nói nó sau. Sau dưới mình có một lệnh nữa, đó là lệnh cross insert. Cross insert này là lấy điểm giao nhau hoặc là chèn điểm vào vị trí giao nhau giữa hai đường thẳng. Chèn điểm vào vị trí giao nhau giữa hai đường thẳng. Ví dụ như đây, mình vẽ ra hai đường thẳng, được chưa? Hai đường thẳng khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà vị trí giao nhau này ấy, mình muốn vẽ một đường thẳng mới vào đây. Trong này là không có cái tính năng bắt điểm kiểu như thế.
Được chưa? Như vậy mình sẽ phải thêm một cái điểm vào đây. Thì làm nào thêm được? Mình sẽ convert một trong hai cái đường này về SPLine này. Mà thực ra cũng không cần convert bởi bản thân nó là SPLine rồi. Sau đó thì attach cái hình kia lại với nhau. Hai hình này trở thành một đúng không? Và ở đây chọn các độ điểm, các bạn chọn lệnh code insert này, rồi trỏ chuột vào cái vị trí hai đường giao nhau, sẽ xuất hiện một cái biểu tượng đúng không? Kích chuột một cái, lập tức nó sẽ thêm một điểm ở đây. Và lúc này các bạn có thể thoát ra và vẽ một đường thẳng mới đi từ đây. Được chưa? Thì đấy là cái cách, một cách để lấy cái điểm giao nhau giữa hai đường thẳng. Được chưa? Cross insert. Đúng không? Xuống dưới này mình có công cụ tiếp là công cụ flat. Fillet. Fillet là bo tròn góc. Bo tròn góc. Ví dụ như đây này. Đây là một góc, đúng không? Góc này là dạng như ở gấp khúc ấy. Mình sẽ chọn lệnh fillet để mình bo tròn như này, nó vót tròn như này. Được chưa? Fillet. Cái fillet này có hai cách dùng. Thứ nhất là mình sẽ dùng bằng thông số này. Thì chọn cái điểm cần vát này, cần bo này, sau đó thì tăng thông số đây lên hoặc các bạn nhập thông số vào. Cách thứ hai là không cần nhập thông số mà kích chuột, kích vào công cụ, sau đó thì cầm chuột và xử lý trực tiếp trên cái điểm này. Thì cái này nó kiểu như là mình làm bằng tay, mình không có quan tâm đến thông số cho lắm, tương đối đúng không? Còn muốn thông số chính xác thì các bạn sẽ nhập số trực tiếp vào đây. Xong rồi có lệnh chamfer. Chamfer. Chamfer là gì? Là vát. Đấy. Vát cạnh, vát điểm. Đây nhá, fillet là bo tròn này, còn chamfer này là vát. Thì cái cách thao tác của nó tương tự như kiểu là fillet thôi, không gì cả. Được chưa? Thì đấy là những cái lệnh trong cấp độ 1 mình cần quan tâm. Bây giờ còn một phần nữa trong cấp độ 1, đấy là để thay đổi dạng hiển thị giữa các đường. Thay đổi dạng hiển thị giữa các đường nghĩa là sao? Tức là nó đang là dạng gấp khúc đúng không? Mình muốn nó thành dạng mềm như đường SPLine, dạng hình sin, thì làm như thế nào? Thì trong cấp độ 1 này, các bạn chọn cấp độ 1, sau đó quét các điểm mà mình cần thay đổi dạng hiển thị. Sau đó chuột phải. Được chưa? Chọn nhóm lệnh ở đây. Nó sẽ có 4 lệnh. Thứ nhất này là lệnh smooth. Smooth. Nó sẽ tự động làm mềm. Làm mềm đường thẳng đi qua các điểm. Chế độ smooth. Chế độ trên này, corner này là gấp khúc. Hoặc là kết nối thẳng ấy, làm cho cái điểm này nó trở lên thẳng nhau. Corner. Lệnh trên là lệnh bezier. Bezier. Bezier này cho phép tùy chỉnh, được chưa? Thì khi các bạn chọn bezier với những điểm mình đang chọn ấy. Giả sử đây nhá, mình vẫn chọn corner này. Nhưng chỉ có riêng hai điểm này mình chọn bezier cũng vẫn được. Đúng không? Thì bezier này là tùy chỉnh xuất hiện ở những cái điểm mình chọn ấy, nó sẽ có hai cái hệ. Tức là hai cái râu như này, mình có thể hiểu là cái râu hoặc là mình gọi là cái cánh tay đòn cũng được. Mình sẽ điều chỉnh hai cái này. Lúc này hai cái này nó sẽ đi theo nhau giữa hai bên của hai điểm này đúng không? Chế độ trên cùng của nó là bezier corner. Bezier corner. Là cho phép tùy chỉnh hai điểm tách biệt nhau. Hai điểm tách biệt nhau. Đấy. Ví dụ cái điểm cái nửa bên này nhá, nó vẫn là đường cong nhưng nửa bên này sẽ là đường thẳng này. Được chưa? Thì đấy là cái cách để điều chỉnh.
nó gọi là thay đổi dạng hiển thị của đường thẳng. Được chưa? Phần nữa này là cái dấu cộng tiếp theo là mình gọi là thay đổi các đoạn hiển thị. Thay đổi các đoạn hiển thị. Thay đổi các dạng hiển thị các đoạn giữa hai điểm. Thực ra cái này để định nghĩa được nó thì cũng hơi khó, nhưng mà khi mình làm cái ví dụ này các bạn có thể sẽ hiểu, các bạn có thể sẽ tự định nghĩa theo cách hiểu của mình. Ví dụ như ở đây nhá, giữa hai điểm này mình chọn mấy điểm này, mình chọn số 1 này, các bạn nhìn thấy rõ ràng nó mềm, nhìn tổng thể thì nó mềm này, nó là đường dạng hình sin mềm đúng không? Thế nhưng mà khi mà mình uốn cong lên này, nó sẽ lại xuất hiện các đoạn đứt gãy ở đây. Thế thì lý do tại sao này? Cái này thực ra nó là một cách để nó giảm cái tài nguyên sử dụng đồ họa của máy tính với đường SPLine này, và từ đấy nó cũng biến thể thành một cái dạng hiển thị dạng mà dạng này cũng khá là hữu ích cho cái việc dựng hình. Giả sử các bạn muốn mềm trở lại nhé, mềm mịn trở lại, các bạn có thể tìm đến công cụ Interpolation ở đây và kích vào cái phần step này. Phần step này giống như kiểu là những cái đoạn được chia ra thành bao nhiêu đoạn này, chơi bao nhiêu phần. Step nó được hiểu như kiểu là số phần này đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 chẳng hạn. Ví dụ đây là chia thành 3 này thì nó sẽ có 3 điểm, 1, 2, 3 đúng không? Thì nó chia thành đoạn của mình thành 4. Đây, đây là insert giữa hai điểm chính này nhá, nó sẽ có 3 cái điểm phụ, mình có thể hiểu như thế. Còn khi mình tăng lên, tăng step lên, được chưa? Các bạn muốn mịn một cách tự nhiên ấy, thì chọn vào phần này adapt thai thì nó tự động nó làm mềm toàn bộ cho mình mà mình không cần phải chỉnh một cái thông số gì cả, nó tự động nó chia đều. Đây, đấy là cái công cụ mà mình khuyến cáo mọi người khi mà dùng cái SPLine này trong dựng hình, mà dùng SPLine để Etude thì nên dùng cái Interpolation này, không thì hình Etude lên nó sẽ rất là thô, đúng không? Tiếp là mình có một dạng nữa, như dạng này lát nữa mình qua cấp độ thứ 3 mình sẽ nói. Chuyển cấp độ thứ 2 là segment. Segment câu thứ hai là segment này, mình hiểu là đường sinh hoặc là một đoạn. Đường sinh hay một đoạn. Thực ra mình nghĩ là để mà hiểu thành thành cái khái niệm như thế nào ấy, thì là do cái cách hiểu của từng người thôi. Quan trọng là cái cơ bản là cái tên gọi của mình ấy, mình tự phân biệt được, nó không bị nhầm lẫn, và cái quan trọng nhất là mình hiểu được nó. Thì đây mình thường gọi là segment hoặc là cái đường sinh đấy, hoặc là một đoạn này cũng được. Thì cấp độ thứ hai này dùng để hiệu chỉnh cái đoạn đấy. Trong cấp độ thứ hai này nó sẽ có những cái lệnh mình cần quan tâm. Nó cũng có nhắc lại vài lệnh mà trong cấp độ 1 đã có, ví dụ như lệnh refine này là chèn thêm điểm đúng không? Lệnh insert cũng vậy. Và những cái lệnh như kiểu là lệnh grid line này, break cũng vậy thôi. Thì xuống dưới này mình nhắc thêm một lệnh. Đó là lệnh divide. Lệnh divide. Lệnh divide. Là chia đều đoạn. Chia đều đoạn. Được chưa? Ví dụ đây mình có một đoạn này, mình cần chia đôi ra. Bởi vì nếu mình dùng cái refine này thì rất khó xác định được khoảng cách ở giữa, rất khó xác định được cái trung điểm đúng không? Vì vậy mình phải dùng divide. Và cái số lượng điểm được chia vào đây nó sẽ
tính bằng cái thông số bên cạnh này. Tức khi các bạn chèn 4 điểm thì nó sẽ chia thành 5 điểm. Chia thành 5 đoạn 1 2 3 4 5 đúng không? Tương ứng với điểm 1 2 3 4. Đấy. Thế đấy là lệnh divide. Xuống dưới có một lệnh là lệnh detach. Detach. Lệnh detach này là tách cái đoạn đang chọn thành một đối tượng mới. Và detach này nó ngược với lệnh attack. Nó ngược với lệnh attack nhá. Detach tách đoạn đang chọn thành đối tượng mới. Thì ở đây có một dạng mình cần quan tâm, đó là dạng copy. Ví dụ nhá, bình thường khi mình chọn đoạn này mình chọn detach, chọn ok chẳng hạn. Ở đây nó hỏi là đặt tên cái đoạn mới này là gì, thì mình có thể đặt tên ở đây rồi chọn ok này. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ, cái đoạn này này, nó sẽ được tách ra thành một đối tượng mới hoàn toàn. Ví dụ cái này là line 01 này, còn cái này nó đặt tên mới là shape 01, đúng không? Mà cái dạng dạng detach thứ hai là dạng copy. Đấy là khi mình detach mình chọn vào kích hoạt cái tính năng copy đây. Chọn detach này, ok này. Nó sẽ tách ra cho mình một đoạn mới, đồng thời cái đoạn cũ vẫn còn. Được chưa? Thế đấy là mình trong cấp độ thứ hai mình nhấn mạnh hai công cụ ấy thôi. Ở đây các bạn sẽ thắc mắc là còn nhiều công cụ, tại sao không tìm hiểu. Ví dụ công cụ 2 này, Unhide-All chẳng hạn. 2 này thực chất nó là ẩn đi một đoạn mình chọn thôi, và Unhide-All này hiện lên. Nhưng mình khuyến cáo bạn là không, nếu mà không thực sự hiểu quá sâu về FPLine thì về dựng hình thì cũng không nên dùng những cái này. Bởi vì dùng những cái này nó sẽ rất là tai hại. Giả sử khi mình những cái đường này, ví dụ đoạn này là mình vẫn cần dùng đến nó này, nhưng mình trong một lúc nào đó mình dựng hình ẩn đi chẳng hạn, các bạn cứ nghĩ là nó bị hỏng, nó bị mất đi, nó bị đứt, đúng không? Mình không nhớ rằng mình ẩn, vì vậy nó sẽ rất là tai hại cho việc dựng hình của mình, đúng không? Cho nên là những cái lệnh kiểu như hai ăn hay ôn này hạn chế dùng. Chuyển cấp độ thứ ba, và mình chỉ nói những cái lệnh nào mà quan trọng, những lệnh nào các bạn dùng thường xuyên, lệnh nào không dùng đến bao giờ, hoặc là lệnh nào nó không có tác dụng gì cả thì mình cũng không nói. Cấp độ thứ ba này, SPLine là cấp độ tuyến. Tuyến là gì? Thực chất của nó là gồm nhiều điểm và nhiều đoạn nối với nhau có liên kết, thế thôi. Nhiều điểm, nhiều đoạn nối với nhau có liên kết. Ví dụ như từ điểm 1 này nối cho đến điểm 6 này, ở đây đúng không? Thì nó hoàn toàn có liên kết đầy đủ, có liên kết đầy đủ qua các điểm này. Giả sử như ở đây, ở điểm 4 này bị phá vỡ liên kết bởi lệnh break trong cấp độ điểm, đúng không? Thế thì ở trong cái cấp độ thứ 3 này nó cũng sẽ bị đứt đoạn thành hai phần như này. Được chưa? Và cái giá trị min của cái cấp độ thứ 3 này nó sẽ gồm 2 điểm. Có nghĩa là giá trị thấp nhất của nó sẽ là 2 điểm nhá. 2 điểm tương ứng với một cạnh. Thì lúc đấy nó sẽ giống như cái cấp độ thứ 2 thôi. Đúng không? Trong này có những lệnh cần quan tâm. Thứ nhất này, nó lệnh outline. Outline là tạo đối tượng song song. Tạo đối tượng song song. Tạo đối tượng song song này thì tương tự như lệnh offset ở trong AutoCAD. Ví dụ này, một cái hình như này đúng không? Hoặc là một đường line bất kỳ, các bạn convert với SPLine này, đúng không? Sau đó thì chọn cấp thứ 3 và dùng lệnh outline. Còn cái cách dùng lệnh thì tương tự như là lệnh fillet mình vừa tìm hiểu bên trên. Các bạn có thể dùng thông số hoặc dùng chuột rồi kích theo ý của mình, hoặc là các bạn dùng ở đây có một cái tính năng, đó là kích vào center này thì nó sẽ outline đều sang hai bên. Được chưa?
Đấy. Thì nếu mà dùng cái lệnh outline để mà dựng tường ở trong 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 Mac với dạng HD rất nhanh. Sau đó mình có lệnh, đó là lệnh boolean. Lệnh boolean. Lệnh này là nó gọi là tương tác giữa các đoạn với nhau. Tương tác giữa các đoạn giao nhau. Đây, ví dụ như đây mình vẽ ra một loạt các đoạn giao nhau như này, những cái hình giao nhau kiểu như này. Được chưa? Mình chọn một hình và convert SPline, sau đó attach các hình kia lại với nhau. Mình chọn các đoạn thứ ba này, chọn cái hình ở giữa này, cái hình chính này này. Giả sử bây giờ nhá, mình muốn khoét cái hình này đi, giao nhau bởi đường này, tức là hai cái hình này giao nhau này, được chưa? Và khoét đi một miếng này, mình sẽ dùng lệnh boolean, thì đấy gọi là tương tác với nhau, hoặc là gộp hai cái hình với nhau. Giả sử mình chọn hình ở giữa này, rồi trong phần boolean nó sẽ có ba cái chức năng. Thứ nhất là union, là gộp hai hình giao nhau với nhau và bỏ phần giao nhau. Đấy. Giờ mình sẽ làm với hình khác vì hình này có thể là nó bị trùng nhau thế nào đó. Đây. Đây nhá, hai hình này và hình trên này rõ ràng giao nhau và có một phần trùng ở đây này. Phần giao nhau này. Thì boolean cái chức năng thứ nhất mang tính chất là gộp hai hình, chỉ lấy đường bo bên ngoài thôi. Kể cả khi không có những đường này cũng vậy này. Đường này nó chỉ là đường, nó tương tự như đường này thôi. Được chưa? Chế độ thứ hai này, subtraction, là bỏ phần giao nhau vào cái khối được giao này. Được chưa? Thực ra nhìn kỹ vào cái hình này các bạn có thể tự nhận biết được nó là cái ý nghĩa của nó là gì trong ba cái này này. Còn chế độ thứ ba này là intersection, là lấy phần giao nhau, đúng không? Thấy chưa? Đấy. Thì như vậy nó gọi là mình có thể tạm định nghĩa là tương tác các khối với nhau nhé, tương tác các cái đoạn thẳng, đường thẳng với nhau. Xuống dưới mình có lệnh mirror, lệnh mirror dùng để đối xứng, tạo đối xứng. Tạo đối xứng. Giả sử nhá, đây mình có một hình này, mình chọn một cái đường SPline mình đối xứng thôi. Mình sẽ chọn vào phần này, đối xứng nó cũng có 3 chức năng. Đối xứng trái phải này, đối xứng trên dưới và đối xứng chéo. Ví dụ như vậy, đúng không? Còn các bạn muốn đối xứng và copy ấy, thì chọn vào phần copy bên dưới. Nó sẽ copy cho mình thành hai cái như này. Đối xứng qua trên dưới, đúng không? Nếu còn hai thằng này nhá, đối xứng trái phải này và dịch chuyển xa này. Được chưa? Đấy là lệnh đối xứng này. Còn lệnh đối xứng và about pivot là đối xứng quanh tâm. Nghĩa là sao? Đối xứng quanh tâm là tâm tâm đó được quy định bởi cái pivot của cái hình này. Giả sử nhá, cái đường line của mình pivot nằm đây. Nằm đây, đúng không? Chọn cái đoạn cần đối xứng này, chọn ở about pivot thì nó sẽ đối xứng tận sang bên này, bởi vì tâm nó nằm ở khu vực này, đúng không? Đây, thấy chưa? Xuống dưới mình có lệnh nữa là lệnh trim, lệnh trim. Dùng để cắt các đoạn giao nhau. Chọn lệnh trim này, sau đó thì chọn các đoạn giao nhau này,
Thì cái này giống như lệnh chim ở trong két thôi, không có gì cả. Được chưa? Đối ngược với nó bên cạnh sẽ có lệnh extend, là phóng dài các đoạn bị thiếu liên kết. Ở đây các bạn cần phải hiểu rõ cái khái niệm thiếu liên kết nhé. Bởi vì ví dụ như đoạn này này là phóng ra được đúng không? Đấy. Nhưng đoạn này một từ đây vốn phóng ra đây là không thể ra được, bởi vì đây có liên kết vòng sang đây rồi. Ví dụ muốn phóng đoạn này ra đây nhá, mình phải chọn cấp độ 1 này, mình phá liên kết ở điểm này ra. Sau đó chọn cấp độ 3 này và mình extend cái điểm cái đầu này ra. Được chưa? Thì mới được. Vì vậy mình phải hiểu là điểm thiếu liên kết ở đâu. Xuống dưới mình nhắc lại một lệnh là lệnh detect. Bởi vì trong cấp độ thứ 3 lệnh này phải dùng khá nhiều. Lệnh này tìm hiểu cấp độ thứ 2 rồi, nhưng mà nhắc lại. Detect này là tách cái đoạn đang chọn ra thành một đối tượng mới. Được chưa? Còn phần nữa là phần rendering. Rendering rendering này. Phần này nó gọi là làm dày đường dẫn 2D, làm dày đối tượng 2D theo dạng đường dẫn ấy. Làm dày đối tượng 2D theo dạng đường dẫn có thể ứng dụng để làm những đoạn lan can. Được chưa? Bởi vì thông thường ấy là đường 2D này khi mình render ra nó sẽ không thể xuất hiện được. Không xuất hiện được đúng không? Mình sẽ kích hoạt bằng rendering. Thì mình render được nó. Thì rendering ở đây điều chỉnh bởi hai tính năng. Thứ nhất là radian này là cái dạng thiết diện tròn. Được chưa? Các bạn quan sát kỹ vào đây sẽ thấy nó là dạng thiết diện tròn. Điều chỉnh được cái số đường sinh của thiết diện mình trong phần size này. Còn khi tăng lên thì nó sẽ tròn hơn. Còn dưới này là là rectangle này. Là thiết diện dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông. Được chưa? Thì phần này cũng ứng dụng rất nhiều. Phần này ứng dụng rất nhiều. Cho nên mình nhớ được hết những công cụ như vậy. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái bài hướng dẫn làm bài tập, một cái bài ứng dụng.